Thảo xin mến chào quý khán thính giả của đài IBC. Và ngày hôm nay Thu Thảo rất là hân hạnh để mà cùng đồng hành làm host và cũng là người giám đốc sản xuất cho cái bộ phim Đóa Hoa Mong Manh. Ngày hôm nay người khách mời thật là dễ thương, xinh xắn, đó không có ai ngoài xa lạ hết, là ca sĩ, diễn viên và cũng là tác giả kịch bản, chị Nhật Hạ. Xin mời chị chào đón đến quý khán thính giả. Nhật Hạ xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin cảm ơn và xin chào chị Thu Thảo. Dạ, Thu Thảo và chị Nhật Hạ ngày hôm nay rất là mong mỏi và cảm ơn quý vị đã bỏ thời gian để mà coi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay để chia sẻ về một cái đề tài nghệ thuật thứ bảy, đó là chúng tôi làm phim. Tựa đề của cuốn phim của chúng tôi sắp sửa sẽ trình làng chiếu rạp ở Mỹ, ở Ấn Độ và sau đó thì ở Việt Nam. Xin tất cả quý vị thương và phải nói rằng là chia sẻ cái khổ cực của chúng tôi làm phim ở Mỹ tốn kém bao nhiêu, và cái đêm trình diễn nghệ thuật để mà chúng tôi chia sẻ về cái bộ phim sắp sửa phát hành ở rạp là Đóa Hoa Mong Manh, là tên tựa đề của phim, cũng là tên tựa đề của cái ngày đêm trình diễn vào thứ sáu 3 Tây tháng 11 này, là còn 2 tuần lễ nữa đúng không chị Hạ? Chưa tới 2 tuần lễ nữa. Hạ cũng xin chia sẻ thêm, chương trình này được trình diễn ở Mông Namua, nhà hàng Mông Namua rất là xinh đẹp, lộng lẫy, và chúng tôi có gần 20 ca sĩ cùng trình diễn với chúng tôi. Bên cạnh Hạ sẽ có anh Dũng, có Trizy Phương Trinh, có Maya và có rất nhiều những ca sĩ khác nữa. Chúng tôi hân hạnh được mời quý vị tới tham dự. Dạ, và đồng thời thì trong cái chương trình hoành tráng này đó quý vị, là quý vị sẽ có full course dinner cùng với lại chai rượu vang đỏ có quà mang về cho những khách VIP, giá vé là 120 đồng cho vé VIP và vé bình thường là 75 đô. Đồng thời quý vị sẽ có được hai nhà thiết kế nổi tiếng, nhất là nhà thiết kế Sĩ Hoàng, mời được bay từ Việt Nam qua để làm một bộ sưu tập về áo dài, về hoa cho chúng tôi. Đồng thời là nhà thiết kế Jackie Tài sẽ làm dạ vũ, áo dạ vũ về hoa cho chúng tôi. Và kỷ lục gia thế giới cắt tóc bằng kiếm Nhật sẽ cũng bay qua để mà trình diễn cho quý vị trong đêm Đóa Hoa Mong Manh thứ 6, 3 Tây tháng 11 này. Hy vọng mọi chi tiết và muốn mua vé để mà được đi coi đêm dạ vũ dạ tiệc và biết tìm hiểu thêm về phim của chúng tôi sắp sửa chiếu rạp, quý vị có thể gọi phone cho công ty của Thu Thảo là Dr. J. Snatcho với số phone rất là quen thuộc 1-800-567-7878, 1-800-567-7878. Quý vị có thể mua vé ở Bosa Ticket, chị Hương sẽ lo cho quý vị vé, hoặc là gọi cho công ty mọi chi tiết và muốn mua vé nhá quý vị nhá. Xin mời chị Hạ. Thưa quý vị, chúng tôi muốn nói một chút xíu về cái chương trình ngày 3 tháng 11. Bên cạnh những ca sĩ mà chúng tôi vừa kể, còn có Hương Thơ, có Jean Star, có Khánh Hoàng, có Jack Black và có MC thật là hoành tráng của chúng tôi, có ca sĩ Hồ Xuân Đào, Lâm Tuyết Trang và đồng thời là có Alan Võ Ford, cũng là những ca sĩ của chúng tôi đêm hôm đó. Chúng tôi còn có những màn trình diễn áo dài của anh Sĩ Hoàng và áo dạ hội của nhà thiết kế Jackie Tài sẽ hết sức là lộng lẫy. Dạ, và bốn MC của chúng tôi thì quý vị sẽ có là Đức Tiến, Barjo Sethi và Bảo Anh, Hoa hậu Bảo Anh. Thu Thảo sẽ phụ làm MC một chút xíu. Và đặc biệt thì quý vị cũng sẽ gặp gỡ được ca sĩ diễn viên chính của trong bộ phim của chúng tôi đó, Hoa Mong Manh, là Maya sẽ bay từ Việt Nam qua. Và đồng thời đạo diễn của chúng tôi là Mai Thu Huyền sẽ có mặt ở đó. Và đêm hôm đó sẽ có là ít nhất 500 người sẽ đi dự cái buổi tiệc dạ vũ đó Hoa Mong Manh này. Hy vọng là tất cả những ai ở Nam
Nam Cali muốn có được một đêm dạ tiệc dạ vũ thật là xuất sắc thì xin mời quý vị đến để chung vui cùng chúng tôi. Mọi thắc mắc hoặc là chi tiết xin liên lạc với lại công ty là 1-800-567-7878. Chắc là bây giờ mình chia sẻ một chút xíu về cái phim Đó Không Ông Oanh này để cho tất cả khán giả cũng tò mò muốn biết là tại sao lại đặt cái tên là Đó Không Ông Oanh, và cái phim này thì nó làm ở đâu, thì chị Hạ chia sẻ cho quý khán giả biết nha. Thưa quý vị, chữ mong manh là chị là một cái cánh hoa, rất là một cái người đàn bà, và cái đời sống của cô ta cũng như cái hào quang, sự thành công của cô ta và tất cả mọi cái hạnh phúc mình tưởng là cô ta có, nó mong manh lắm. Bên cạnh đó còn có bao nhiêu những bất hạnh luôn luôn rình rập. Cái phim này là một cái phim hết sức éo le, nó là một cái chuyện tình yêu giữa tay ba, tay tư, tức là có nhiều người trong cuộc lắm. Và Hạ tin rằng mỗi chúng ta sẽ nhìn thấy một cái cuộc đời, một cái khía cạnh yeah. của mình ở trong cái phim này, và mình sẽ nhìn thấy rằng cái câu chuyện này nó rất là gần gũi với mọi người. Cái phim Đó Hoa Mong Manh được thực hiện có những rất nhiều những điều khác lạ. Thứ nhất, đây là một bộ phim đầu tiên của người Việt thực hiện 100% trên đất Mỹ, và trong phim này có gần 20 bài hát. Đó là một cái thể loại phim mà như chúng ta coi là Elvis Presley, Dalida hay là A Star Is Born. Cái loại phim mà có lồng ghép ca hát vô, nó không phải là musical music, nhưng mà nó làm về cuộc đời của những người nghệ sĩ đằng sau màn nhung, thì họ cũng làm một cái đời sống thường cho chúng ta, và sau ánh hào quang rất là nhiều nước mắt, thưa quý vị. Thì cái phim này chúng tôi đã thực hiện rất công phu ở bên Mỹ, và với sự tiếp tay của rất nhiều những người sponsor và những người bạn của chúng tôi, với một mục tiêu duy nhất là muốn phổ biến văn hóa của người Việt cho người ngoại quốc tìm hiểu, họ biết thêm về người Việt, về một cái khía cạnh khác của người Việt, đó là người Việt thành công trên đất Mỹ. Chúng ta sẽ thấy những quang cảnh hết sức lộng lẫy, những ngôi nhà hết sức đẹp, những siêu xe, những bộ quần áo được thiết kế cầu kỳ, và những cái cảnh ngoại cảnh, những cái khung cảnh rất là xinh đẹp và lãng mạn. Dạ đúng như vậy, thì phải nói rằng là với ca sĩ Nhật Hạ cũng là diễn viên trong bộ phim này đó quý vị, và cũng là tác giả kịch bản của Đó Hoa Mong Manh. Đồng thời phải nói rằng là hơn 10 năm chị Nhật Hạ ấp ủ cái kịch bản này, và bao nhiêu khó nhọc để mà có thể làm được ra bộ phim này. Thì với chính bản thân Thu Thảo là một người dược sĩ, phải nói là Thu Thảo không có nghĩ là mình dấn thân vô trong cái phim trường điện ảnh nghệ thuật thứ bảy này. Nhưng mà vì cũng có một chút xíu đam mê, Thu Thảo tự chọc nói với bạn bè là rảnh rỗi sanh nông nổi đó quý vị. Thế là sau khi đi theo đoàn phim nguyên một tháng trời quay ở Mỹ và quay ở bao nhiêu nơi, thì phải nói rằng là Thu Thảo mới hiểu được rằng là cái sự khó nhọc, cực khổ và bao nhiêu hy sinh và dấn thân để mà một diễn viên, một người nghệ sĩ nếu mà đi đóng phim, làm phim, thì bây giờ Thu Thảo mới rằng là thấu hiểu được và thấy được rằng là làm diễn viên không phải là hào quang ánh sáng ở đằng trước đâu quý vị, mà nó sẽ là một cái con đường trong gai và cực khổ biết chừng nào. Do đó bây giờ Thu Thảo sẽ cố gắng là không có khiếu nại khi mà mình đi coi phim, cho dù là Mỹ đóng, Mễ đóng, Đại Hàn đóng, Ấn Độ đóng, vân vân, thì mình sẽ hiểu được rằng là bao nhiêu sự khó nhọc, cực khổ ở đằng sau để mà có thể làm được thành một cái bộ phim này. Và phải nói rằng là với phim của người Việt Nam, đúng không chị Nhật Hạ, và quý vị có đồng ý hay không, là rất là hiếm hoi để mà mình có thể đóng ở Mỹ 100% như vậy. Đa phần là đóng, và bao nhiêu những nhà producer học ở Mỹ là về Việt Nam để mà làm phim, đúng không chị? Thứ nhất là ở Mỹ chi phí rất là tốn kém, dạ, và rất là khó khăn. Tất cả những cái cảnh, đại cảnh mà mình quay, mình đều phải xin phép và tốn tiền lắm. Chúng tôi đã quay ở Lancaster, ở Las Vegas, ở những cái sa mạc nắng cháy. Chúng tôi đã quay ở
Hummingbird Ranch của tỷ phú Hoàng Kiều. Dạ đúng. Chúng tôi đã quay ở công viên Yosemite nổi tiếng của California. Phải nói là rất là nhiều cảnh đẹp ở nước Mỹ để mà mình phổ biến tới văn hóa và nói tới những sự thành công của những người Việt Nam đã qua Mỹ và thành công. Do đó, hy vọng là tất cả quý vị sẽ tò mò và sẽ đón xem và đảm bảo là sẽ lấy được một chút xíu nước mắt của quý vị khi quý vị đi coi xem cuốn phim này. Thì bây giờ thời giờ của chúng tôi cũng đã hết, không phải là hết mà là xin mời quý vị giữ máy và chúng tôi sẽ trở lại trong một vài phút thông tin thương mại. Xin cảm ơn.